Chào cả các bạn. Mình là Nguyễn Tiến Thành, sinh viên khóa 2 của Học EdX, mã số sinh viên CV00HP17. Và hôm nay mình sẽ nói về những yêu cầu tuyển dụng của vị trí giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp thuộc môn Learning Method, môn phương pháp học tập. Thì cái thứ nhất là vai trò và nhiệm vụ của một người làm giám đốc kinh doanh. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích là giám đốc kinh doanh là gì. Giám đốc kinh doanh trong tiếng Anh hay còn gọi là Sales Director này, Business Director hay là Sales Manager, là những cái người đứng đầu một bộ phận kinh doanh của một doanh nghiệp, chịu trách nhiệm giám sát tổng thể hoạt động kinh doanh. Và giám đốc kinh doanh là những cái chuyên gia trong phân tích và quyết định kinh doanh, đàm phán và tiếp thị. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giám đốc kinh doanh đó chính là xây dựng một đội ngũ mạnh, nâng cao hiệu suất công việc, đáp ứng mục tiêu và doanh thu và lợi nhuận. Công việc cụ thể của giám đốc kinh doanh sẽ khác nhau tùy thuộc vào cái quy mô của công ty và lĩnh vực kinh doanh. Nhưng thì nhìn chung họ có những cái trách nhiệm chính, đó chính là quản lý chung đối với bộ phận kinh doanh này, dẫn dắt và thúc đẩy nhân viên kinh doanh nâng cao hiệu suất, hay là mở rộng danh sách khách hàng này, tăng cái doanh thu và cải thiện cái chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra họ còn có trách nhiệm đó chính là thiết kế hay là triển khai các những cái kế hoạch về chiến lược để đạt được những cái mục tiêu về doanh số, hay là nuôi dưỡng những cái mối quan hệ lâu dài với khách hàng để giữ chân, hay có thể là đánh giá những cái chi phí này, đối thủ cạnh tranh, rồi cung cầu để xác định giá bán này, hay là quản lý ngân sách, ước tính doanh thu. Thì yêu cầu về bằng cấp của một giám đốc kinh doanh đó chính là gần như là các tất cả giám đốc kinh doanh đều có ít nhất là một cái bằng cử nhân đại học, và đa số mọi người sẽ lựa chọn học thạc sĩ hay là thậm chí là tiến sĩ trở lên. Ngoài cái bằng cấp về quản trị kinh doanh hay là marketing, rồi xuất nhập khẩu, rồi về bên luật và vân vân, thì các giám đốc kinh doanh trong những cái lĩnh vực đặc thù sẽ có trình độ và chuyên môn liên quan. Giám đốc kinh doanh thường có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm 5 năm trong ngành. Và họ cần có những phẩm chất gì? Thì một, đó chính là họ làm kinh doanh thì họ phải giỏi về kinh doanh, hay là am hiểu chuyên sâu về những cái sản phẩm, cái dịch vụ. Một người giám đốc kinh doanh phải bắt buộc là người am hiểu về sản phẩm và dịch vụ của công ty. Họ có thể trình bày rõ ràng những cái khía cạnh khác biệt của những mặt hàng và đánh giá chính xác thị trường và hình ảnh thương hiệu. Giám đốc kinh doanh cũng cần biết về đối thủ cạnh tranh. Họ có thể phân tích và so sánh chính xác, công bằng, từ đó tìm ra hướng đi cho sản phẩm hay là dịch vụ của công ty. Và thứ hai đó chính là kỹ năng quản lý dự án. Thì một người giám đốc kinh doanh cần có những cái kỹ năng quản lý dự án xuất sắc để điều động các nguồn lực như là chi phí và nhân sự. Họ có thể giám sát tất cả các cái dự án, tất cả những bước trong quá trình một cách hiệu quả và ra chỉ thị chính xác kịp thời. Họ còn phải có khả năng lãnh đạo. Kỹ năng lãnh đạo của một giám đốc kinh doanh sẽ được dùng để động viên, khuyến khích hay là tạo động lực và chỉ đào tạo hướng dẫn nhân viên hoàn thành cái trách nhiệm công việc một cách hiệu quả và có năng suất nhất. Thứ tư đó chính là kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. Là một trong những quản lý cấp cao của doanh nghiệp, giám đốc kinh doanh cần có cái sự tỉnh táo và quyết đoán mỗi khi đưa ra bất kỳ một cái quyết định nào, từ tuyển dụng nhân viên đến các chiến lược kinh doanh mới. Quyết định cũng phải được dựa trên số liệu báo cáo, thống kê và phân tích khoa học một cách hợp lý. Thứ năm đó chính là kỹ năng giao tiếp. Một người làm kinh doanh thì phải biết giao tiếp và đàm phán xuất sắc. Thì khả năng giao tiếp, trình bày, lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc của một nó là một trong những cái yếu tố quyết định thành công. Và bất kỳ cái vị trí quản lý nào, giám đốc kinh doanh sẽ phải trao đổi với các thành viên trong ban giám đốc, làm việc với đối tác và khách hàng doanh nghiệp, truyền đạt thông tin cho nhân viên, hay là lắng nghe họ, thúc đẩy họ
Và tất cả sẽ phải suôn sẻ và thành công nhờ vào cái kỹ năng giao tiếp khéo léo của họ. Trên đây thì mình đã nói về những cái yêu cầu để tuyển dụng của một cái chức là giám đốc kinh doanh trong doanh nghiệp. Thì nếu còn gì thiếu sót thì các bạn hãy comment cho mình biết để mình có thể học hỏi thêm. Chào tất cả các bạn.